Tất cả những tình huống tham gia giao thông thiếu ý thức như thế này, hiện nay sẽ được ghi lại bằng những chiếc mắt thần, thay thế cho việc cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý trực tiếp tại hiện trường. Tại phòng điều hành, với những trích xuất dữ liệu thu giữ được từ hệ thống camera về những hành vi này, những trường hợp vi phạm sẽ bị cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản xử lý. Các trường hợp vi phạm đều được ghi lại tự động bởi các hệ thống camera. Và sau đó những trường hợp vi phạm đó sẽ được hệ thống camera họ đẩy lên trên trung tâm dữ liệu. Thì qua đó thì cán bộ ngồi xử lý vận hành trung tâm thì sẽ căn cứ vào các hình ảnh của hệ thống người ta gửi về thì là sẽ xác định được hình ảnh đó là có các phương tiện đó có vi phạm hay không. Anh có thể xem qua hình ảnh này. Đấy, trường hợp này là khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ đây thì phương tiện xe ô tô này là không dừng lại mà lách vào trong để thực hiện việc rẽ phải. Dù biết đến sự hiện diện của hệ thống camera trên các trục đường chính, các nút giao thông trọng điểm, nhưng dường như người dân tham gia giao thông vẫn rất tùy tiện. Tại phòng điều hành, trung bình mỗi ngày cán bộ cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên phải lập hồ sơ xử lý trên dưới 20 trường hợp vi phạm. Trên tay tôi là một bộ hồ sơ mà lực lượng cảnh sát giao thông của Công an thành phố vừa mới xử lý xong, xác minh xử lý xong. Và với những cái hình ảnh thể hiện rất là rõ nét thời gian, địa điểm, vị trí mà phương tiện vi phạm giao thông đã mắc phải, thì lực lượng chức năng đã căn cứ vào đây để có thể đưa ra những cái thông báo gửi về cho các cái chủ phương tiện. Quy trình xử lý sẽ được cảnh sát giao thông tổng hợp và đẩy hình ảnh vi phạm lên hệ thống dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông. Thời hạn thông báo xử lý trong vòng 10 ngày. Sau 10 ngày thông báo, chủ phương tiện không tới làm việc sẽ bị chuyển hồ sơ sang Cục Đăng kiểm để tạm dừng kiểm định phương tiện cho đến khi chủ phương tiện giải quyết xong lỗi phạt nguội. Thông qua cái việc xử lý vi phạm qua hình ảnh thì chúng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên muốn khuyến cáo đến tất cả người dân là hệ thống đã được Công an thành phố Thái Nguyên đưa vào sử dụng, và cũng qua cái việc xử lý này thì cũng là khuyến cáo đến người dân là chấp hành nghiêm các pháp luật về giao thông, hình thành các thói quen chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, ngay cả khi lực lượng cảnh sát giao thông không tham gia tuần tra kiểm soát trên đường, vì hệ thống giám sát qua hình ảnh đã được đưa vào xử lý và tất cả những mọi hành vi vi phạm đều được lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên xử lý nghiêm theo quy định. Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2024, cảnh sát giao thông thành phố Thái Nguyên đã phát hiện gần 1.800 trường hợp, gửi thông báo tới tất cả các trường hợp vi phạm và xử lý 23 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước gần 200 triệu đồng. Thông qua việc xử lý phạt nguội hiện nay, hy vọng sẽ đủ sức răn đe cho thói quen tùy tiện khi tham gia giao thông của nhiều người.